từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 1 năm 2022, Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương sẽ triển khai Tháng Khuyến mại Tập trung Quốc gia 2021, Việt Nam Grand Sale 2021. Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 sẽ diễn ra đồng thời trên phạm vi toàn quốc, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực thông qua tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021, Việt Nam Grand Sale 2021, các doanh nghiệp sẽ chủ động thực hiện nhiều hoạt động khuyến mại với nội dung đa dạng và hấp dẫn. Chương trình cũng được kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Lãnh đạo Cục xúc Tiến Thương mại cho biết hạn mức và mức giảm giá tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100% trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021. Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, cục đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước hiệp hội ngành hàng hướng dẫn doanh nghiệp thương nhân thực hiện thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp thông tin rộng rãi kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng